Mọi người nhìn đi. Ô, nó là cái gì ấy nhỉ? Mà ngay đây thôi mẹ nhỉ? Ôi, bầu trời làm sao kìa cả nhà mình ơi. Nó thả cái gì ấy mẹ ạ? Ô kìa. Ô kìa. Kìa là hiện tượng gì? Ôi, bầu trời đằng sau này cả nhà mình ơi, có những cái gì á? Ừ. Ôi, mẹ ơi, hình như là cái gì thả ấy. Ừ. Kia là một cái máy gì thả ấy, đúng không? Kỳ lạ chưa? Mẹ có tin đây nó thả khí gì không? Ừ. Đây chắc là khí rồi. Đây nó thả cái khí gì rồi? Ôi, mọi người nhìn này, mọi người để ý nhá. Trời ơi, nó đang phun cái khí gì ra bầu trời này. Mọi người nhìn nhá. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhìn kìa, bắt đầu từ vệt kia. Cái vệt đấy vẫn là nguyên. Ôi, trời ơi, cái vệt đấy vẫn nguyên như thế kia. Ở chỗ này thì hết rồi. À, một cái luồng khí gì á. Mọi người nhìn đi. Ô, nó là cái gì ấy nhỉ? Mà ngay đây thôi mẹ nhỉ? Ôi, bầu trời làm sao kìa cả nhà mình ơi. Nó thả cái gì ấy mẹ ạ? Ô kìa. Ô kìa. Kìa là hiện tượng gì? Ôi, bầu trời đằng sau này cả nhà mình ơi, có những cái gì á? Ừ. Ôi, mẹ ơi, hình như là cái gì thả ấy. Ừ. Kia là một cái máy gì thả ấy, đúng không? Kỳ lạ chưa? Mẹ có tin đây nó thả khí gì không? Ừ. Đây chắc là khí rồi. Đây nó thả cái khí gì rồi? Ôi, mọi người nhìn này, mọi người để ý nhá. Trời ơi, nó đang phun cái khí gì ra bầu trời này. Mọi người nhìn nhá. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhìn kìa, bắt đầu từ vệt kia. Cái vệt đấy vẫn là nguyên. Ôi, trời ơi, cái vệt đấy vẫn nguyên như thế kia. Ở chỗ này thì hết rồi. À, một cái luồng khí gì á. Mọi người nhìn đi. Ô, nó là cái gì ấy nhỉ? Mà ngay đây thôi mẹ nhỉ? Ôi, bầu trời làm sao kìa cả nhà mình ơi. Nó thả cái gì ấy mẹ ạ? Ô kìa. Ô kìa. Kìa là hiện tượng gì? Bầu trời đằng sau này cả nhà mình ơi, có những cái gì á? Ừ.
hình như là cái gì thả ấy. Ừ. Kia là một cái máy gì thả ấy, đúng không? Kỳ lạ chưa? Vậy có tin đây nó thả khí gì không? Ừ. Đây chắc là khí thôi. Đây nó thả cái khí gì rồi? Ôi, mọi người nhìn này, mọi người để ý nhá. Trời ơi, nó đang phun cái khí gì ra bầu trời này. Mọi người nhìn nhá. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhìn kìa, bắt đầu từ vệt kia. Cái vệt đấy vẫn là nguyên. Ôi. Trời ơi, cái vệt đấy vẫn nguyên như thế kia. Ở chỗ này thì hết rồi. À, một cái luồng khí gì á. Mọi người nhìn đi. Ô, nó là cái gì ấy nhỉ? Mà ngay đây thôi mày nhỉ? Ôi, bầu trời làm sao kìa cả nhà mình ơi. Nó thả cái gì ấy mẹ? Ô kìa. Ô kìa. Kìa là hiện tượng gì? Ôi, bầu trời đằng sau này cả nhà mình ơi, có những cái gì á? Ừ. Ôi, mẹ ơi, hình như là cái gì thả ấy. Ừ. Kia là một cái máy gì thả ấy, đúng không? Kỳ lạ chưa? Mẹ có tin đây nó thả khí gì không? Ừ. Đây chắc là khí thôi. Đây nó thả cái khí gì rồi? Ôi, mọi người nhìn này, mọi người để ý nhá. Trời ơi, nó đang phun cái khí gì ra bầu trời này. Mọi người nhìn nhá. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhìn kìa, bắt đầu từ vệt kia. Cái vệt đấy vẫn là nguyên. Ôi. Trời ơi, cái vệt đấy vẫn nguyên như thế kia. Ở chỗ này thì hết rồi. À, một cái luồng khí gì á. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.